Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các diễn biến trên thị trường hàng hóa. Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày hôm qua với diễn biến phân hóa rõ rệt. Trong các mặt hàng đang giao dịch tại MXV có 10 mặt hàng tăng và 21 mặt hàng giảm giá. Chỉ số MXV Index giảm 0,46% xuống 2.339 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 6.300 tỷ đồng. Trong đó đang chú ý là nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận những diễn biến trái chiều. Cụ thể là giá ca cao kỳ hạn tháng 7 trên sở IC tăng 7,6% trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn đang ở mức thấp. Giá bông thì tăng gần 3%. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, hai mặt hàng cà phê đồng loạt điều chỉnh giảm trong ngày hôm qua. Chốt ngày thì cà phê Robusta giảm 2,5% về mức 3.819 đô la Mỹ một tấn. Cà phê Arabica giảm hơn 2% xuống còn hơn 4.754 đô la Mỹ một tấn. Còn trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng ngày hôm nay, Cùng chung xu hướng với thế giới thì giá cà phê nhân sô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đồng loạt quay đầu giảm 3.000 đồng 1 kg, đưa giá thu mua cà phê trong nước về mức là 113.000 đến 114.000 đồng 1 kg. Và để biết thêm các thông tin về thị trường cà phê thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Quang Anh là Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam. Phiên điều chỉnh giảm hôm qua của cà phê thì theo tôi mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn. Khi lo ngại thiếu hụt nguồn cung vẫn đang là yếu tố cơ bản rất là mạnh củng cố cho đà tăng của thị trường trong trung và dài hạn. Tại Việt Nam thì nông dân đã có xu hướng bán hàng nhiều hơn trong vòng hai tuần qua. Điều này có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động bán hàng trong thời gian tới.